Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều, quá chị em đã theo dõi kênh máy của em ha, và mua máy bên em thời gian qua. Hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo cái động cơ con này là Yanma 3T613 quá chị em, 13 PS ha, dùng tua 3200 nha. Con này quá cộp luôn, quá chát. Con này nó có cái lẫy cò luôn quá nha, lẫy cò khi mà mình yếu đó, mình có thể mình bẻ cho nó nhẹ đề hoặc là giật gì đó các kiểu. Con này xuất sắc coi nhầm ha. Đây, dòng 63 này nó có cái bơm dầu cơ quá nhầm, anh em xài cũng tiện lợi ha. Này có cái bộ e luôn, e bộ lửa. Con này thì cô bác anh chị em nào mà đóng máy phát điện nhỏ nhỏ cũng ok ha. Máy này có cái bơm nhớt luôn á nha. Này bơm ben á. Cô bác anh chị em nào có cần sử dụng những cái động cơ từ 1 máy đến 6 máy nha. Bên em còn rất là nhiều động cơ, cũng như là những cái động cơ phát điện đó nha. Đây, bộ phát điện này em đang tiến hành lắp ráp 4T88 nha. Còn đó chạy khá là ok. Rồi, đem máy đâu em? Đem máy cho quán chị em nghe tiếng máy ủng hộ ha. Rồi, đây đi con. Trời đã ghê quá nha. Nó phi phi vậy. Nó chát luôn. Thêm ghê ha. Có anh chị em nào mà chạy ghe xuồng nhỏ nhỏ mua con máy này ha, AT63 nhỏ gọn, tua bàn 2 ha, tua cũng khá là nhanh nha. Đây, có anh chị em có nhu cầu mua alo giùm em rất nhiều nha. Máy này xuất sắc á. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo nha.